Ủa vậy ngày mai bắt đầu từ mấy giờ sáng? Mấy giờ sáng làm à? Không có ý là làm mấy giờ sáng, tao biết người ta đi đu theo. Sớm, sáng sớm không? Sáng thì sớm chị sáng ơi. Sớm thì sớm gà, đón lấy gà để dịch cái thằng này nữa. Đổ vô ăn đi chị. Người ta đu theo để người ta làm việc lớn mà. Đấy, bò mình về 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 đi rồi ờ, nó ôm đầu mắm nó vợ chồng nó ôm ôm vào mắm vô mở máy lạnh ngủ vô mở máy lạnh ngủ đó đó với là mấy người việc mình đứng gì nó sáng nè bà thắm cắt nhà nhớ cắt cái bếp củi dễ vậy. Trời ơi, đây là bà Tư. Tôi mời bắt nước còn dịch qua bà Tư bắt rồi nấu chè mà nấu đâu giờ trời ơi trời nấu đây nửa chả tôi chịu thôi ngại ngụng gì. Rồi nên bà bắt nước còn dịch đi chị qua nhà bà nấu chi cho mất công nữa vậy. Ôi thắm ơi. Dịch nhà bà Tư được á. Cái mát cái vậy. Hỏi ta lò củi thoải mái. Ta đi ra ngoài có ngồi trên chờ trụng xong ta ngồi khỏe. Ngồi nó mát không? Ừ, ta làm xong rồi về đây ta nấu chè. Chia đi. Không chia gì thì sáng ở nhà là bằng vịt bằng gà đó trời ơi đi mà không mua miếng thịt nào hết trơn bà đâu nhớ thịt đâu nước lèo đâu rồi rồi rau mua da rau mà nấu luôn đó phải không ừ nhớ mua hết đó đó để nấu má giá mà nó không để lựa cho nhỏ riêng nữa ấy quên trời nó ăn có mấy cọng mà chịu khó lụm dụng cái nhưng lấy vô tủ nó không ăn rau muống hả nó không ăn rau muống hả gì không, vậy hai rau muống ngon chứ vợ nó ăn mấy cọng giá nhưng mà mới ăn muốn không luôn vậy đó hả không cá biển cái đồng gà làm gì có cá biển ăn tô mà không muốn ăn tô với tao cũng được cho ăn gì ăn đó ăn ăn ai thích sao bắt vậy đi trời gừng ngon ha gừng này gừng 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 nhà phải không để nữa mình trồng thêm mớ với ở nhà mình ít gừng làm mấy nhiều ta bún nhiều quá hả rau nhiều đi đừng chơi nhiều bún cũng hơi nhiều chứ ăn rau nhiều hơn chị bắt chứ trụng rau sống nữa không thôi chứ không trụng chứ ăn chứ nhúng vô cho cái rau nhiều ít bún cho mình ăn theo rau chứ rồi bà sáu rồi ăn bắt rồi sáu rồi cô nó nhóc chưa nè thì làm trước rồi gương còn cái chị làm con bắn qua cho anh Lộc 20.000 giùm mẹ rồi đó phải đi em gọi đó có chị sáu rồi có hả đi rồi chứ lên đây ngồi đó anh thì nó nói qua cái việc con băng á việc con băng là thẻ hay chị ai biết nếu như muốn chụm vô cái tô hay là cái gì qua đám này coi bà chị chồng ở quanh luôn rồi ừ để ấy chồng ảnh thì chồng ở quanh mấy ngày khi nào mà đi phải có thấm được ngủ thấm khi nào thấm rảnh ngủ nó xúc bột nhà thấm được cái chơi thì không khi này khi khác trời qua tết qua mới kêu bà đi chổng đi à, nước à. Đi một hai ngày cũng được để từ để sắp xếp hết này khách ăn vô lấy đá thêm đường thêm bỏ trà vô nước đá cái ra trà đường làm nhóc ca lấy nước đá thêm đá phải chỗ bụng thì 20 gram 21 10 cũng ra 11 nhưng mà cái vụ mà 50 trở lên thì không có. Ê hồi nãy vừa có nhớ vừa bỏ mấy cục cho bà nội không? Ăn cơm gì mới đã nè. Cũng gì mới đã rồi. Ừ. Ăn gì mới đã.
Cái bữa này người trộn rau rồi lên cho nó. Đây là cá chẽm. Tô bự cho dành bà lại cho tải. Hồi nãy ông nói trời ơi, Hi nằm Hi mệt quá, Hi nằm đây Hi ngủ trước rồi Hi đi chiều, Hi đi đi đó. Nghe mắc cười rồi. Xong rồi á, từ đầu năm chồng năm về mà năm nghỉ đẩy á. Kiếm cái mà đẩy vô trong dẹp nha. Để mấy ông thợ hộ mượn ông đẩy làm mau banh lắm đó. Để hoài thì nó lụm lắm á. Ôi, lúa nè, lúa đây nè, chuẩn bị cắt hết rồi, lúa ngậm sữa hết trơn rồi, công chứ sắp công cái me hết rồi.